Bích trăm của miên Tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh TBS News để cập nhật tin tức mỗi ngày. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới thật tốt lành và bình an. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Dự đoán lạnh người của tiên tri Vanga về trái đất năm 2023, thảm họa sắp xuống nước Nga. Lính đánh thuê Warner tử trận trong trang phục tích ở Bakhmut. Mỹ tuyên bố mở rộng huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, từ Thế chiến thứ ba đến thảm họa thiên nhiên, người ngoài hành tinh tấn công là những dự đoán về năm 2023 sắp đến gần. Vagelia Badeva Gosterova, hay còn gọi là Baba Vanga, có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại trong quá khứ thì bà đã trở nên nổi tiếng nhờ được cho là đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn, điển hình như là thảm kịch Chernobyl năm 1986. Sau đó là cái chết của công nương Diana năm 1997, sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1991, sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ năm 2001 và Precious năm 2020. Theo các tờ báo uy tín như là Myros, Guardian, India Times, những lời tiên tri của bà Vanga được đánh giá là đúng đến 85%. Trong năm 2022, một số sự kiện đã xảy ra đúng theo lời dự đoán của bà Vanga. Thứ nhất là bà đã dự đoán đúng là trong năm 2022, một số nước châu Á và Australia sẽ phải chịu lũ lụt nghiêm trọng. Kết quả là nhiều vùng ở Australia đã phải hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán ở một diễn biến có liên quan, thì bà cũng đã dự đoán rằng nhiều thành phố sẽ gặp tình trạng thiếu nước do hạn hán và đó sẽ là điều đã diễn ra ở Châu Âu trong mùa hè được xem là nóng kỷ lục vừa qua. Theo bà Vanga, thì cột mốc định mệnh cho thế giới năm 2022 sẽ là ngày 22 tháng 12. Lời sống của bà đã cho biết rằng những ngày có sự tích lũy của một con số nguy hiểm ngày này sẽ là một bước ngoặt, nó sẽ chia cắt mọi thứ, mọi người sẽ gục ngã. Ngoài ra năm 2023, bà dự đoán về sự dịch chuyển của quỹ đạo trái đất. Quỹ đạo trái đất sẽ dịch chuyển ít nhất là 5%, nhưng nó sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ về nhân loại, sẽ phải suy nghĩ về hậu quả của sự nóng lên trên toàn cầu và các biện pháp để đảm bảo bảo tồn hành tinh tương lai của chúng ta. Theo nhà tiên tri, thì nhân loại có thể sẽ phải đối mặt với một cái ác khủng khiếp nếu như không có thay đổi ý định và ngừng leo thang nguy hiểm. Một cơn bão mặt trời chết người sẽ ập xuống trái đất năm 2023. Bằng chứng về hiện tượng này có thể được tìm thấy trong các biên niên sử lịch sử. Một cơn bão mặt trời đã tấn công trái đất năm 1582 và kéo dài trong 3 ngày. Nó đã được mô tả như là một biển lửa trên bầu trời. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng không phải là lời tiên tri nào của bà Vanga cũng ứng nghiệm. Bà đã từng dự đoán nhiều câu chuyện mơ hồ, thiếu căn cứ như là sẽ có một loại virus chết chóc mới, sự xuất hiện của người ngoài hành tinh hay là cuộc sống mới với sự tiếp quản của thực tế ảo. Những điều này tất nhiên sẽ không xảy ra. Thông thường thì chúng ta sẽ phải chờ đến cuối năm để xem những lời tiên tri này của bà Vanga có trở thành hiện thực hay không. Theo Myros, nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra năm lời tiên tri cho năm 2023. Dù thế giới vừa trải qua một năm 2022 đầy thách thức với biến đổi khí hậu và cuộc chiến tại Ukraine, nhưng những dự báo của bà Vanga cho năm tới có vẻ còn u ám hơn nhiều. Theo đó, thì bà Vanga đã cho rằng năm 2023, nhân loại có thể chứng kiến chiến tranh thế giới thứ ba cuối cùng sẽ nổ ra. Với sự tham gia của vũ khí sinh học và nhiều quốc gia thành viên, Nga sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt, qua đó gây ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa các cường quốc. Một dự đoán rằng bà đã đề cập tới việc châu Á sẽ phải hứng chịu một vụ nổ bom hạt nhân tồi tệ, khiến khí độc tràn ra, bao phủ toàn bộ lục địa và nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. Về khí hậu thì bà Vanga dự đoán trái đất sẽ chứng kiến ngày một nhiều hiện tượng thiên nhiên cực đoan, trong đó có trường hợp cụ thể được bà nhắc tới là bão mặt trời sẽ gia tăng và gây thiệt hại cho trường của trái đất. Hai dự đoán còn lại của bà Vanga bao gồm người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập vào trái đất, bao phủ nhân loại trong bóng tối và con người sẽ đạt tới thành tựu để có thể sinh ra trong các phòng thí nghiệm và việc quyết định da màu và nhiều đặc tính khác của cơ thể. Trong đó, thì bà Vanga dự đoán sẽ ngừng phát minh ra một loại vaccine có thể ngăn ngừa tất cả các loại ung thư. Nhà tiên tri Bava Vanga qua đời năm 1996, nhiều người tin là những lời sấm truyền của bà sẽ tiếp tục trở thành sự thật. Tính đến nay, thì bà Vanga đã để lại những lời tiên tri cho đến tận năm 1979, thời điểm mà bà cho rằng thế giới sẽ kết thúc. Lính đánh thuê Wagner đã tử trận trong trận phục kích ở Bakhmut. Một nhóm lính đánh thuê của tập đoàn Warner của Nga đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của trận chiến giành thành phố Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược. Đoạn video từ chiến trường đã cho thấy. Thưa quý vị, trong đoạn video này được chia sẻ với tờ Newsweek, có thể thấy các thành viên của quân đoàn Georgia chiến đấu bên cạnh Ukraine đang bắn vào lực lượng Nga từ các chiến hào gần thành phố miền đông Ukraine. Người ta có thể nhìn thấy những người lính bắn từ một khu rừng trước khi video chuyển sang một khu rừng khác vài giây sau người ta có thể nhìn thấy những người lính của quân đoàn đang đi về phía một số xác chết trên mặt đất các binh sĩ ngay sau đó đã thu thập vũ khí và vật phẩm từ những người lính đã chết bao gồm cả những người có vẻ là những tài liệu trước khi quay trở lại cái hố nhỏ đã được đào sẵn để chống lại hỏa lực của kẻ thù chỉ huy quân đoàn georgia makuma mason đã nói với tờ newswich Lực lượng của ông bao gồm các binh sĩ Ukraine và Georgia đã giết chết 11 lính đánh thuê của nhóm Wagner trong một cuộc phục kích. Vụ phục kích là một đòn giáng khác đối với nhóm lính, khi mà trụ sở chính của họ tại một khách sạn ở thành phố Kadivka, vùng Luhansk đã bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công. Tập đoàn Wagner của Nga là một tổ chức lính đánh thuê đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột trên toàn thế giới và bị cáo buộc thực hiện các tội ác chiến tranh ở Cộng hòa Trung Phi. Các thành viên của lực lượng bán quân sự này đã hỗ trợ các lực lượng ly khai tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng năm 2014 đến năm 2015. Lãnh đạo của khu vực này, Dmitry Okin, đã được chụp ảnh với hình xăm của Đức Quốc xã. Mavulasvili đã nói thêm quân đoàn Georgia đã lấy đi 7 thiết bị kỹ thuật hạng nặng trong một cuộc phục kích. Khi được hỏi về tác động của cuộc phục kích và ý nghĩa của nó đối với chiến lược, thì Mavulasvili đã nói với tờ Newsweek, nó có nghĩa là một ngày bình thường, không hơn, không kém. Chúng tôi làm điều đó hàng ngày. Ông nói thêm rằng cuộc phục kích này đã diễn ra vào hôm thứ Hai và cuộc tấn công sẽ kéo dài 7 phút. Nga cáo buộc quân đoàn Georgia đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Ukraine. Mamo Vasvili phủ nhận mạnh mẽ rằng quân đoàn có liên quan đến một vụ việc có liên quan đến các tù nhân chiến tranh Nga ở làng Makivka. Anh ấy đã nói với hãng tin Georgia, Civil Georgia rằng tuyên bố đó là thông tin sai lệch của Nga và đó không phải là trường hợp đầu tiên người Nga làm như vậy. Viện nghiên cứu chiến tranh gọi tắt là ISW đã cho biết trong một báo cáo ngày 15 tháng 12, trận chiến giành Bakhmut đã gây mệt mỏi các lực lượng Nga, những người hiện chỉ tiến không quá 100 đến 200 mét mỗi ngày sau khi tập trung nỗ lực chính của họ. ISW đã nói thêm Nga không có thiết lập nổi ưu thế trên không ở Ukraine, phần lớn đã cạn kiệt kho vũ khí đường dẫn chính xác của mình. Nga đã cố gắng trong nhiều tháng qua để chinh phục thành phố nhỏ ở khu vực Donetsk, một trong bốn khu vực mà nước này sắp nhập vào tháng 9, thông qua các cuộc trưng cầu dân ý đã bị lên án rộng rãi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 10 tháng 12, các cuộc pháo kích của Nga đã biến thành phố thành một đống đổ nát. Số phận của thành phố vẫn chưa thật sự rõ ràng, với nhiều thông tin trái chiều nhau. Theo báo cáo ISW ngày 15 tháng 12, các hãng truyền thông Nga đã cho biết, giới chức nước này từ chối công nhận các thành viên tập đoàn Wagner là những người tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Hãng tin đã đưa tin chính quyền ở Simonyi, ST Petersburg không cho phép chôn cất một thành viên của tập đoàn Wagner trong khu vực Anh tại nghĩa trang Baloskakis, tuyên bố rằng anh ta không phải là quân nhân của lực lượng vũ trang Nga. Một nguồn tin truyền thông Nga đã tuyên bố rằng chính quyền SV Petrobert cũng đề xuất trôn cất người lính trong một khu vực dũng cảm mới thành lập. Nhưng nhà tài chính Chukokani Prykotrin của tập đoàn Warner đã phản đối bằng cách hứa là cá nhân đó sẽ được chôn cất trong khu vực anh hùng. Vào tháng 10, thì Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã cho biết tập đoàn Warner dường như đã thay đổi cách tuyển dụng binh lính, thậm chí là họ đã nhận những tù binh nhiễm HIV hay là viêm gan C. Cùng tình báo, Bộ Quốc phòng đã cho biết trong một bản cập nhật ngày 30 tháng 10, vào ngày 27 tháng 10 năm 2022, ông trùm người Nga Chokhani Prykotrin đã đăng lên trên mạng, dường như thừa nhận cáo buộc rằng công ty quân sự tư nhân của ông, tập đoàn Wagner, đã thay đổi tiêu chuẩn và đang tuyển dụng những tù nhân người Nga mắc các bệnh hiểm nghèo bao gồm cả HIV, AIDS hay là viêm gan C. Vai trò của tập đoàn Wagner đã phát triển đáng kể kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong một cuộc xâm lược trước đây thì nó đã duy trì tính tuyển dụng tương đối cao Thưa quý vị, việc tiếp nhận số tù nhân có vấn đề nghiêm trọng về y tế đã làm nổi bật đường lối hiện ưu tiên số lượng hơn là kinh nghiệm hoặc là phẩm chất. Mỹ tuyên bố mở rộng huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố mở rộng hoạt động huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine ở Âu châu, bao gồm huấn luyện diễn tập chung hay là huấn luyện tác chiến vũ khí phối hợp. Huấn luyện cơ động vũ khí đã được kết hợp là một bước hợp lý tiếp theo trong các nỗ lực đào tạo liên tục của chúng tôi, bắt đầu vào năm 2014 để xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Thư kỳ báo chí ngũ giác đài tướng Pat Ryder đã cho biết trong một cuộc họp báo, Ryder cho biết rằng chương trình này sẽ đào tạo khoảng 500 người Ukraine mỗi tháng, bắt đầu từ tháng Giêng và sẽ được tiến hành tại Đức bởi Bộ Tư lệnh Huấn luyện Quân đội số 7 của Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu và Phi Châu. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ luôn linh hoạt và thích ứng dựa trên các đối tác Ukraine và tình hình đang phát triển ở Ukraine. Ryder đã cho biết ông không biết rằng cuộc huấn luyện này sẽ yêu cầu triển khai thêm lực lượng Hoa Kỳ hay không. Chúng tôi có các lực lượng đang tiến hành huấn luyện, vì vậy theo hiểu biết của tôi thì không có sự gia tăng hỗ trợ đáng kể nào. Theo Ryder, thì Hoa Kỳ đã cung cấp các loại hình huấn luyện này cho quân đội Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga bắt đầu năm 2014. Khi Nga xâm lược thì chúng tôi đã rút các huấn luyện viên của mình khỏi Ukraine. Vì vậy, đây là sự tiếp tục của hoạt động huấn luyện mà chúng tôi đã cung cấp trước đây. Rader nói thêm rằng khóa huấn luyện này sẽ bao gồm các bài tập bắn đạn thật, sau đó là huấn luyện cấp tiểu đội, trung đội và đại đội, sau đó sẽ kết thúc bằng huấn luyện cơ động cấp tiểu đoàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh GBS T News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.